Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục bị nhóm anti-fan tấn công các nhãn hàng mà cô làm đại diện và quảng bá. Dù không phải lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn đang phải hứng chịu rất nhiều tổn thất cả về tài chính cũng như là tinh thần. Và trước sự việc này thì nam cầu thủ Công Vinh là chồng của cô đã phải đăng tải một bài viết dài lên án gay gắt hành vi của một vài thành viên trong nhóm anti-fan. Theo đó, Công Vinh có động thái bênh vực Thủy Tiên. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, anh đã đăng tải bài viết lên án gay gắt về vụ việc, đồng thời công khai danh tính những người đứng sau nhóm anti-fan và tuyên bố rằng sẽ nhờ pháp luật can thiệp giải quyết đến cùng. Anh cho biết đây là một nhóm ekip những vị anh hùng núp sau bàn phím để tạo ra cái group anti tấn công, khuyên răn các nhãn hàng đừng làm việc với Thủy Tiên, tiện đường sống của rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ của vợ chồng anh. Ông xã Thủy Tiên cũng cho biết các bạn có thể chửi và mạt sát như thế nào cũng được, chúng tôi không quan tâm vì ngay cả vị nhân còn bị ghét. Bạn không thích có thể chửi hoặc không hài lòng có thể kiện, nhưng trừ việc các bạn lập group kích động đi phá hoại công ăn việc làm của người khác chính là hành động vô nhân đạo. Tất cả đều là những admin tạo nên group anti, họ thành lập một nhóm làm việc chung cùng nhau để đi phá hoại người khác, gây chia rẽ, vu khống và muốn hất đổ chén cơm của người khác. Trước đó, khi rời miền Trung sau chuyến cứu trợ đợt 2, Thủy Tiên đã gây xúc động khi chia sẻ về việc gặp vấn đề về sức khỏe vì phải dầm mưa và lội nước. Ngoài ra, cô cũng phải chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó bị cư dân mạng công kích vì những sự cố nhỏ trong quá trình làm việc thiện nguyện tại các địa phương. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong trận lũ vừa qua. Cô chia sẻ rằng, kết thúc đợt 2 ròng rã 12 ngày trời, hết nắng rồi dầm mưa, nhiều hôm cả người đau nhức đến mức tay chân nhấc không nổi, dáng gồng dữ lắm nhưng nhiều khi cực quá, mệt mỏi quá lại bị áp lực nhiều chuyện và nhiều phía, đầu óc không còn tỉnh táo để giải quyết các vấn đề, tức quá khóc luôn. Sau đó, Công Vinh cũng xót xa chia sẻ hình ảnh bà xã đổ bệnh, phải truyền nước vì nhiều ngày liên tiếp dầm mưa khi đi từ thiện. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là VS News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.